Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Hoa hậu Hờ Hèn Nhê Trấn Thành chính thức làm MC Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2019. Vào chiều ngày 5 tháng 11, Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2019 chính thức công bố dàn nghệ sĩ tham gia đêm bán kết, chung kết sẽ diễn ra vào tháng 12 tới đây. Danh sách nghệ sĩ tham gia biểu diễn trong chương trình gồm những gương mặt nổi tiếng phù hợp thị hiếu khán giả Việt Nam trong thời gian qua, gồm Thu Minh, Trọng Hiếu, Hoàng Thùy Linh, Tia Hải Châu và Ali Hoàng Dương. Cùng dàn MC tên tuổi Trấn Thành, Đức Bảo, Hoàng Oanh và sự xuất hiện của Hoa hậu Hờ Hèn Nhê. MC Đức Bảo và Hoa hậu Hờ Hèn Nhê sẽ cùng nhau dẫn dắt đêm bán kết với các nội dung trình diễn bikini, trình diễn dạ hội, trình diễn áo dài. Việc đương kim Hoa hậu được lựa chọn là đúng với format Miss Universe. MC Đức Bảo từng có kinh nghiệm dẫn chung kết Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2017. Sự kết hợp này chắc chắn mang đến làn gió mới cho đêm bán kết Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam. Đêm chung kết có sự xuất hiện của MC Trấn Thành và Á hậu Hoàng Oanh. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên Trấn Thành dẫn dắt chương trình Hoa hậu Hoàng vũ. Với lối dẫn dắt dí dỏm, hài hước cùng phong cách làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp, MC Trấn Thành là gương mặt sẽ tạo nên hình ảnh mới cho đêm chung kết Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2019. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.